Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi những tin tức quốc tế. Sau đây là nội dung chi tiết. Israel nói giao tranh ác liệt với Hamas có thể muốn cắt đôi giải Gaza. Quân đội Israel cho biết lực lượng nước này đã tham gia vào các trận đánh ác liệt với Hamas ở sâu trong giải Gaza, đồng thời tiếp tục tấn công bằng không quân và pháo binh. Trong một tuyên bố, quân đội Israel nói rằng hàng chục chiến binh Hamas đã bị loại bỏ trong vài giờ qua. Quân đội Israel đã tấn công các bệ phóng tên lửa chống tăng cũng như các trạm quan sát, đồng thời thu giữ nhiều khí tài tuyên bố cho biết thêm trong khi đó nhánh vũ trang của hamas cho biết các chiến binh của họ đã phục kích quân đội israel ở khu vực al tawan tại phía bắc gaza các chiến binh hamas đã thực hiện một cuộc phục kích nhằm vào các phương tiện của quân đội israel tại phía tây tawan thuộc phía bắc của giải gaza lữ đoàn ezedin al qassam cho biết cơ quan nội vụ gaza sau đó cho biết lực lượng israel đã tiến vào phía tây bắc gaza và có mặt ở al kamara một khu phố phía bắc thành phố Gaza, và trên đường Saladin, tuyến cao tốc chính của giải Gaza. Cơ quan này nói thêm rằng lực lượng Israel đang cố gắng tiến tới Al-Rashid, tuyến đường cao tốc ven biển, trong lúc tìm cách chia cắt phía bắc giải Gaza khỏi phía nam. Những khẳng định trên chiến trường không thể được xác thực ngay lập tức. Theo Bộ Y tế Gaza, do Hamas điều hành, các cuộc tấn công của Israel vào giải Gaza cho đến nay đã khiến 8.525 người không qua khỏi. Cơ quan này nói thêm rằng 2.000 người vẫn bị chôn vùi dưới đống đổ nát của những tòa nhà bị phá hủy. Israel dường như đã bắt đầu cuộc tấn công trên bộ, được dự kiến từ lâu, từ tối 27 tháng 10, thời điểm lực lượng trên bộ nước này tiến vào giải Gaza với quy mô lớn vào đó cho tới nay. Cũng khoảng thời gian này, mạng điện thoại và Internet của giải Gaza đều bị cắt, dù Israel không xác nhận việc mình có liên quan tới việc này hay không. Quân đội và dưới lãnh đạo Israel hiện chưa gọi đây là cuộc tấn công toàn diện, mà chỉ dừng lại ở giai đoạn thứ ba trong cuộc chiến với Hamas. Mọi thứ diễn ra trong âm thầm. Dorian Greg, một chuyên gia chiến tranh tại King's College London, chia sẻ với New York Times và nói thêm rằng chỉ có một nhóm người rất nhỏ thực sự biết chuyện gì đang xảy ra ngay cả tại Israel. Cùng ngày 31 tháng 10, Iran cảnh báo nguy cơ xung đột lan rộng nếu Hamas và Israel không đạt được lệnh ngừng bắn. Điều mà thủ tướng Benjamin Netanyahu đã từ chối cân nhắc vì cho rằng đó sẽ là sự đầu hàng trước Hamas. Điều tất nhiên là các nhóm và phong trào phản kháng sẽ không giữ im lặng trước những hành động của israel ngoại trưởng iran ông hossein ami adolahian nói trong lúc thăm qatar để tìm giải pháp ngoại giao cho xung đột theo bản ghi của bộ ngoại giao nước này cung cấp iran thường gọi các lực lượng do mình hậu thuẫn chống lại israel là các nhóm phản kháng như hezbollah tại liban giáp danh phía bắc israel họ sẽ không chờ đợi lời khuyên của bất kỳ ai vì vậy chúng ta cần tận dụng những cơ hội chính trị cuối cùng để ngăn chặn chiến sự ông nói và cảnh báo rằng tình hình có thể vượt quá tầm kiểm soát hơn 8.500 người không qua khỏi, Gaza cận kề thảm họa. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo Gaza đang cận kề thảm họa y tế khi số người không qua khỏi lên tới hơn 8.500 người. Một thảm họa y tế công cộng đang cận kề với sự di cư hàng loạt, tình trạng quá tải, thiệt hại về cơ sở hạ tầng nước và vệ sinh. Phát ngôn viên Tổ chức Y tế Thế giới WHO Christian Leimeyer cảnh báo ngày 31 tháng 10. Ông Leimeyer cũng cảnh báo về nguy cơ dân thường không qua khỏi không liên quan trực tiếp tới các vụ ném bom của Israel. Cơ quan Y tế Gaza cho biết 8.525 người Palestine đã không qua khỏi kể từ khi Israel bắt đầu không kích vào Gaza để trả đũa vụ tấn công chưa từng có của Hamas hôm 7 tháng 10. Theo thống kê của giới chức Y tế Gaza, tính tới nay đã có tổng cộng 57 cơ sở y tế tại Gaza bị tấn công, với 130 bác sĩ và y tá không qua khỏi. Ngoài ra, khoảng 32 trung tâm y tế tại Gaza cũng không thể hoạt động do thiếu nhiên liệu. Văn phòng nhân đạo của Liên Hợp Quốc trước đó xác nhận nguồn cung nước cho khu vực phía nam Gaza đã bị dừng từ hôm 30 tháng 10, nhưng không rõ lý do. Người phát ngôn WHO kêu gọi đưa nhiên liệu vào giải Gaza để cho phép một nhà máy khử muối hoạt động. Israel đã phong tỏa giải Gaza và từ chối cho phép cung cấp nhiên liệu vào khu vực này vì cho rằng Hamas có thể sử dụng nhiên liệu cho mục đích quân sự. Bà Catherine Jusso, người đứng đầu Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF, đã đưa ra cảnh báo về việc cung cấp nước ở giải Gaza nhấn mạnh rằng tình hình đang trên bờ vực thảm họa. Bà Russo nói rằng rất nhiều dân thường có thể không qua khỏi vì mất nước và các bệnh lây truyền qua đường nước trừ khi nguồn cung cấp nước sạch được khôi phục tại Gaza. Thủ tướng Ai Cập Mustafa Mahmoudli hôm nay cho biết Ai Cập đang nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo chưa từng có ở Gaza. Ông nói thêm rằng giải pháp hai nhà nước là giải pháp đảm bảo hòa bình cho khu vực. Người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel IDF, chuẩn đô đốc Daniel Hagari, ngày 31 tháng 10 tuyên bố Quân đội Israel đã tấn công hàng trăm mục tiêu của Hamas trong đêm. Trước đó, IDF đã thông báo mở rộng các cuộc tấn công trên bộ sang Gaza nhằm tìm cách xóa sổ Hamas và ngăn chặn lực lượng này có thể thực hiện các cuộc tấn công tiếp theo trên lãnh thổ Israel. Bolivia cắt quan hệ ngoại giao với Israel. Bolivia cho biết quốc gia Nam Mỹ đã cắt quan hệ ngoại giao với Israel, cáo buộc nước này phạm tội ác chống nhân loại khi tấn công giải Gaza. Thứ trưởng ngoại giao Bolivia, Freddy Mamani trong cuộc họp báo ngày 31 tháng 10 cho hay, nước này đã cắt quan hệ ngoại giao với Israel để phản đối và lên án cuộc tấn công quân sự mà Tel Aviv đang tiến hành ở giải Gaza. Bolivia kêu gọi ngừng bắn và chấm dứt nỗ lực chặn nguồn cung thực phẩm, nước uống và nhu yếu phẩm cho người dân khu vực. Ngoại trưởng lâm thời Bolivia Maria Nela Prada cho biết, quyết định của Bolivia có liên quan tới những tội ác chống lại nhân loại được thực hiện với người dân Palestine ở giải Gaza. Bộ Ngoại giao Israel chưa bình luận về thông tin. Bolivia là một trong những nước đầu tiên cắt quan hệ ngoại giao với Israel vì xung đột tại giải Gaza. Tel Aviv đã tiến hành chiến dịch đáp trả mạnh mẽ nhằm vào Hamas ở Gaza sau khi lực lượng này ngày 7 tháng 10 tấn công lãnh thổ Israel khiến 1.400 người không qua khỏi và bắt nhiều con tin. Tổng thống Chile Gabriel Boric ngày 31 tháng 10 thông báo đã triệu hồi đại sứ Israel về nước để tham vấn. Ông lên án và bày tỏ quan ngại về chiến dịch của Israel trong bài đăng trên mạng hội so X. Bolivia từng cắt quan hệ với Israel năm 2009 dưới thời của chính phủ Tổng thống cánh tả Evo Morales nhằm phản đối các hành động của Tel Aviv tại giải Gaza. Năm 2020, chính phủ của Tổng thống cánh hữu Jenin Anes đã nối lại quan hệ. Tổng thống Bolivia Luis Arce ngày 30 tháng 10 đã gặp đại sứ Palestine tại Bolivia và đăng trên mạng xã hội nước này rằng phản đối tội ác ở giải Gaza, ủng hộ các sáng kiến nhằm đảm bảo viện trợ nhân đạo tuân thủ luật pháp quốc tế. Cơ quan y tế của Hamas ngày 31 tháng 10 cho biết Ít nhất 8.525 người không qua khỏi ở Gaza trong các cuộc tấn công của Israel từ ngày 7 tháng 10. Quan chức Liên Hợp Quốc nói hơn 1,4 triệu người trong tổng số khoảng 2,3 triệu cư dân Gaza đã trở thành vô gia cư. Israel thừa nhận trả giá đắt trong chiến dịch ở Gaza. Bộ trưởng Quốc phòng Israel nói quân đội nước này đang có thắng lợi đáng kể trong chiến dịch cục bộ ở Gaza nhưng cũng phải trả giá nặng nề. Chúng ta đang triển khai lực lượng trên quy mô lớn, sâu trong giải Gaza, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Joab Galan nói với các binh sĩ không quân tại căn cứ Palmachim, phía nam thành phố Tel Aviv ngày 31 tháng 10. Ông Galan cho biết binh sĩ Israel đã giao tranh với các lực lượng kiểm soát Gaza và kết quả cùng thành tựu đạt được trên chiến trường rất tốt. Tuy nhiên trong chiến tranh còn có cái giá phải trả và cái giá này trong ngày qua là nặng nề. Ông Galan bổ sung. Dù vậy chúng ta vẫn quyết tâm tiếp tục vào chiến thắng. Ông bình luận trong bối cảnh lực lượng phòng vệ Israel IDF đã phong tỏa và tập kích Gaza từ ngày 7 tháng 10 để đáp trả Hamas bất ngờ tấn công miền Nam nước này và gây ra tổn thất lớn. Chiến dịch được đẩy mạnh từ hôm 27 tháng 10 khi Israel tăng cường không kích và điều binh sĩ xe tăng vào giải Gaza, tập trung nhắm mục tiêu vào cơ sở tầng, trong đó có mạng lưới đường hầm của Hamas. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Israel nói rằng đây chưa phải là chiến dịch tổng lực trên bộ mà họ lên kế hoạch. Người phát ngôn IDF Daniel Hagari ngày 31 tháng 10 cho biết, chiến sự ở giải Gaza đang trở nên phức tạp hơn khi các binh sĩ thọc sâu vào khu vực Hamas kiểm soát. Chúng ta ghi nhận tổn thất trong các cuộc giao tranh ác liệt hôm nay, Hagari nói, thêm rằng hai binh sĩ Israel đã không qua khỏi. Cộng đồng quốc tế kêu gọi bảo vệ dân thường ở giải Gaza. Trong chuyến thăm cửa khẩu Rafah ngày 31 tháng 10, Thủ tướng Ai Cập Mustafa Mahmoudli kêu gọi hành động quốc tế nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng nhân đạo ở giải Gaza tái khẳng định lập trường của Cairo về việc bác bỏ chính sách trừng phạt tập thể đối với người dân Palestine trong cuộc họp báo tại Rafa cửa khẩu duy nhất nối với giải Gaza không nằm dưới quyền kiểm soát của Israel Thủ tướng Matt Bully đã kêu gọi các bên liên quan chấm dứt xung đột ông Matt Bully khẳng định rằng kể từ khi xung đột nổ ra Ai cập đã thúc đẩy các nỗ lực ở mọi cấp độ để chấm dứt xung đột đặc biệt là trong bối cảnh mức độ tàn phá và số lượng tổn thất về người ngày càng gia tăng ở giải Gaza Chuyến thăm của ông Madhuli diễn ra trong bối cảnh xung đột giữa Israel và phong trào Hamas ở Gaza tiếp diễn trong ngày thứ 25. Cơ quan y tế thuộc chính quyền Hamas thông báo hơn 8.525 người đã không qua khỏi tại vùng lãnh thổ này. Phía Israel không công bố số liệu tổn thất trong nhiều ngày qua, sau khi thông báo hơn 1.400 người không qua khỏi từ tuần trước đó. Cũng trong ngày 31 tháng 10, quốc vương Jordani Abdullah đề nghị đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden, nơi bật tầm quan trọng của lệnh ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức tại giải Gaza. Thông báo cho biết quốc vương Abdullah đề nghị đã nhấn mạnh sự cần thiết về đảm bảo đưa hàng viện trợ nhân đạo vào vùng lãnh thổ của Palestine mà không bị cản trở. Ông cũng kêu gọi đẩy mạnh những nỗ lực chấm dứt xung đột và khẳng định hai nhà nước là giải pháp duy nhất cho xung đột. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cùng ngài cho biết, Ngoại trưởng Antony Blinken sẽ có chuyến công du Trung Đông mới vào ngày 3 tháng 11 tới đây. Theo đó, Ngoại trưởng Blinken sẽ tới Israel để gặp giới chức nước chủ nhà và sau đó sẽ có tới các nước khác trong khu vực. Trong khi đó, Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Israel Benjamin Netanyahu, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện mọi biện pháp có thể để giảm thiểu tổn thất về người và bảo vệ dân thường. Thông tin từ văn phòng thủ tướng Anh cho biết, ông Sunak cũng thảo luận với người đồng cấp Netanyahu về tình hình ở bờ Tây và mục tiêu lâu dài về giải pháp hai nhà nước. Cùng ngày, thủ tướng Sunak cũng điện đàm với tổng thống chính quyền Palestine Mahmoud Abbas và thảo luận về cuộc khủng hoảng nhân đạo đang diễn ra tại Gaza. Tuyên bố của phố Downing cam kết anh sẽ tiếp tục hỗ trợ hành động ngoại giao để bảo vệ dân thường Palestine, ngăn chặn nguy cơ leo thang rộng hơn, đồng thời đảm bảo giải pháp hòa bình và lâu dài cho cuộc khủng hoảng này. Trong cuộc họp của Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn Filippo Grandi tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 31 tháng 10, phó đại diện thường trực của Liên bang Nga tại Liên Hợp Quốc, bà Maria Zabolskaya cho biết Nga đề xuất tăng ngân sách cho cơ quan cứu trợ và việc làm của Liên Hợp Quốc tại Trung Đông để hỗ trợ người tị nạn Palestine. Mỹ và các nước Bản tính tương lai giải Gaza không có Hamas. Có thông tin cho rằng Mỹ và Israel đang cân nhắc triển khai lực lượng hòa bình đa quốc gia có thể có sự tham gia của Anh, Pháp ở Gaza. Ngày 31 tháng 10 theo giờ Mỹ, Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken thông tin Washington và các nước khác đang xem xét các lựa chọn cho giải Gaza hậu Hamas. Phát biểu trước thượng viện Mỹ, ông Blinken nói rằng Hamas không thể tiếp tục điều hành giải Gaza, nhưng Israel cũng không muốn kiểm soát khu vực này do đó mỹ và các nước đang xem xét kỹ những lựa chọn khác ngoại trưởng mỹ cho rằng điều sẽ hợp lý nhất vào một thời điểm nào đó là một chính quyền palestine hiệu quả và được hồi sinh để quản lý gaza nhưng câu hỏi đặt ra là liệu điều đó có thể trở thành hiện thực hay không và nếu không thể thì sẽ có những thỏa thuận tạm thời khác có thể có sự tham gia của một số quốc gia khác trong khu vực nó có thể bao gồm các cơ quan quốc tế nhằm giúp cung cấp cả về an ninh và quản trị hãng tin afp dẫn lời ngoại trưởng blinken sau vụ tấn công của phong trào Hồi giáo Hamas ngày 7 tháng 10 khiến hơn 1.400 người tại Israel không qua khỏi. Tel Aviv đã tấn công dữ dội không ngừng vào Gaza để xóa sổ Hamas, nhưng cũng khiến hơn 8.000 người Palestine ở đây không qua khỏi. Hiện nay cuộc chiến vẫn chưa thấy hồi kết và thậm chí có nguy cơ lan rộng ra Trung Đông. Mỹ đã nói chuyện với Israel cũng như các nước khác trong khu vực về các khả năng cho Gaza nếu Israel chiến thắng, tuy nhiên vẫn chưa có kế hoạch rõ ràng nào. Chúng tôi đã có những cuộc đàm phán rất sơ bộ về tương lai của Gaza sẽ như thế nào, Tôi hy vọng rằng đó sẽ là một chủ đề của một sự can dự ngoại giao tốt đẹp trong tương lai, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller tiết lộ. Ngày 31 tháng 10, hãng tin Bloomberg đã dẫn các nguồn tin tiết lộ rằng trong số các lựa chọn đang được Washington và Tel Aviv xem xét là khả năng thành lập một lực lượng đa quốc gia có thể có sự tham gia của quân đội Mỹ hoặc đặt Gaza tạm thời dưới sự giám sát của Liên Hợp Quốc. Đến nay, Mỹ vẫn cho biết sẽ không gửi quân tới Gaza. Quân đội Israel oanh tạc chạy tị nạn ở Gaza, hơn 50 người không qua khỏi Cơ quan y tế thuộc chính quyền giải Gaza do Hamas kiểm soát cho hay ít nhất 50 người đã không qua khỏi trong ngày 31 tháng 10 sau khi Israel oanh tạc trại tị nạn Jabalia ở giải đất ven biển này. Tuyên bố của cơ quan trên có đoạn hơn 50 người không qua khỏi. Hàng chục người mắc kẹt dưới đống đổ nát trong một vụ thảm sát tàn khốc của Israel nhằm vào một khu vực rộng lớn có nhiều ngôi nhà ở trại Jabalia phía bắc giải Gaza. Trước đó cùng ngày, cơ quan y tế thuộc chính quyền giải Gaza thông báo 8.525 người đã không qua khỏi ở vùng lãnh thổ này kể từ khi Israel phát động chiến dịch ném bom hôm 7 tháng 10. Phía Israel không công bố số liệu tổn thất về người trong nhiều ngày qua sau khi thông báo hơn 1.400 người không qua khỏi từ tuần trước đó. Liên quan tới xung đột, trong chuyến thăm cửa khẩu Rafah ngày 31 tháng 10, Thủ tướng Ai Cập Mustafa Mahmoudli kêu gọi hành động quốc tế nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng nhân đạo ở giải Gaza, tái khẳng định lập trường của Cairo về việc bác bỏ chính sách trừng phạt tập thể đối với người dân Palestine. Trong cuộc họp báo tại Rafah, cửa khẩu duy nhất nối với giải Gaza không nằm dưới quyền kiểm soát của Israel, Thủ tướng Mabouli đã kêu gọi các bên liên quan chấm dứt xung đột. Ông Mabouli khẳng định rằng, kể từ khi xung đột nổ ra, Ai Cập đã thúc đẩy các nỗ lực ở mọi cấp độ để chấm dứt xung đột, đặc biệt là trong bối cảnh mức độ tàn phá và số lượng người không qua khỏi ngày càng gia tăng ở giải Gaza. Chuyến thăm của ông Matt Bully diễn ra trong bối cảnh xung đột giữa Israel và phong trào Hamas ở Gaza đã tiếp diễn trong ngày thứ 25. Cơ quan y tế thuộc chính quyền Hamas thông báo hơn 8.525 người không qua khỏi tại vùng lãnh thổ này. Phía Israel không công bố số liệu tổn thất trong nhiều ngày qua. Cũng trong ngày 31 tháng 10, quốc vương Jordani Abdullah đệ nhị đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden nêu bật tầm quan trọng của lệnh ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức tại giải Gaza. Thông báo cho biết, quốc vương Abdullah đệ nhị đã nhấn mạnh sự cần thiết phải đảm bảo đưa hàng viện trợ nhân đạo vào vùng lãnh thổ của Palestine mà không bị cản trở. Ông cũng kêu gọi đẩy mạnh những nỗ lực chấm dứt xung đột và khẳng định hai nhà nước là giải pháp duy nhất cho xung đột. Người phát ngôn Bộ ngoại giao Mỹ cùng ngày cho biết, ngoại trưởng Anthony Blinken sẽ có chuyến công du Trung Đông mới vào ngày 3 tháng 11 tới. Theo đó, ngoại trưởng Blinken sẽ tới Israel để gặp giới chức nước chủ nhà và sau đó sẽ tới các nước khác trong khu vực. Trong khi đó, Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Israel Benjamin Netanyahu, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện mọi biện pháp có thể để giảm thiểu tổn thất và bảo vệ dân thường. Thông tin từ văn phòng Thủ tướng Anh cho biết, ông Sunak cũng thảo luận với người đồng cấp Netanyahu về tình hình ở bờ Tây và mục tiêu lâu dài về giải pháp hai nhà nước. Cùng ngày, Thủ tướng Sunak cũng đã điện đàm với Tổng thống chính quyền Palestine Mahmoud Abbas và thảo luận về cuộc khủng hoảng nhân đạo đang diễn ra ở Gaza. Tuyên bố của phố Downing cam kết anh sẽ tiếp tục hỗ trợ hành động ngoại giao để bảo vệ dân thường của Palestine, ngăn chặn nguy cơ leo thang rộng hơn, đồng thời đảm bảo giải pháp hòa bình và lâu dài cho cuộc khủng hoảng này. Trong cuộc họp của Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn Filippo Grandi tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 31 tháng 10, phó đại diện thường trực của Liên bang Nga tại Liên Hợp Quốc, bà Maria Zabolskaya cho biết Nga đề xuất tăng ngân sách cho cơ quan cứu trợ và việc làm của Liên Hợp Quốc tại Trung Đông để hỗ trợ người tị nạn Palestine.